Xin chào anh em, hôm nay em sẽ test trên đi Yamaha model là SBX 2200 nha, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Hôm nay thì nó sẽ có cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc YouTube từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Rồi chỉnh bass chép cơ luôn nha. Đây là chế độ 6 xe stereo, tới với chế độ này anh em có thể chơi nhạc bằng 6 cái loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Đó là A, B, A cộng B, chế độ 2 kênh nè. Hai kênh stereo nè, bấm lên chế độ 6 kênh nè, ta sẽ bấm nhiều lần thì tới chế độ 6 xe stereo nha. Rồi đây là cổng DVD, cổng quang nha. Rồi cổng CD là cổng analog. Rồi hai loa chính nha. Loa surround. Loa center. Và như vậy là ta có thể chơi cùng lúc là 6 loa nha. Đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống và đây là cổng CD cộng analog chơi nhạc từ đầu đĩa nha. Và dòng này có chức năng real luôn nha. Real loa men đây. Đầy đủ full chức năng nha. Yamaha SBX 2200 điện áp 100V công suất là 260W. Chỉnh bass chép cơ rất là dễ dàng sử dụng nha. Rồi chiếc này thì giá là 2.600.000 đồng, rẻ hơn những âm ly lắp ráp tại Việt Nam luôn nha. Rồi xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.